Ngày 31 tháng 8, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris kêu gọi đối thủ Donald Trump tranh luận với bà với điều kiện micro sẽ được mở trong suốt sự kiện. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Harris và ứng viên Tổng thống Trump của Đảng Cộng Hòa đã đồng ý sẽ tranh luận trên đài ABC vào ngày 10 tháng 9 tới. Bà Harris viết trên mạng xã hội X, Donald Trump đang đầu hàng các cố vấn không cho phép ông ấy tranh luận với một chiếc micro mở. Nếu đội ngũ của Trump không tin tưởng ông ta, người dân Mỹ chắc chắn cũng không thể. Bà Harris thách thức, chúng ta đang tranh cử Tổng thống Mỹ, hãy tranh luận một cách minh bạch với một chiếc micro luôn bật. Theo hãng tin Reuters, trong cuộc tranh luận hồi tháng 6 với Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Trump nói ông thích micro luôn được bật và không thích micro của mình bị tắt tiếng. Trong khi đó, điều kiện micro luôn bật có thể đồng thời mang lại lợi ích hay gây hại cho ứng viên chính trị. Việc micro luôn bật có thể khiến các phát ngôn không phù hợp bị ghi nhận lại và có thể xảy ra tình trạng các ứng viên cướp mic nhau khi người kia đang nói. Hãng tin AP vào ngày 29 tháng 8 đưa tin, Đài ABC quy định cuộc tranh luận Harris Trump vào tháng 9 sẽ không có khán giả, micro tắt khi các ứng viên không phát biểu và không cho phép ký chú. Quy định này đã được đài ABC chia sẻ với đội ngũ của hai ứng viên. Cùng lúc đó, chiến dịch tranh cử của bà Harris đang vận động cho điều kiện micro được bật trong suốt quá trình tranh luận của các ứng viên, nỗ lực để cử tri có thể nghe thấy những phát ngôn khi không thể kiềm chế được của ông Trump. Thượng nghị sĩ J.D. đối mặt với tiếng la ó từ khán giả khi phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Lính Cứu Hỏa Quốc tế Thượng nghị sĩ J.D. người được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, chọn làm ứng viên phó Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, bị la ó ngay khi bước lên sân khấu để phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Lính Cứu Hỏa Quốc tế AFF ở Boston vào ngày 29 tháng 8. Ông nói, có vẻ như có người thích mà cũng có người ghét tôi. Không sao, hãy lắng nghe những gì tôi nói, tôi sẽ trình bày quan điểm, Tiếng la ó chế giễu tiếp tục vang lên khi ông Vance tuyên bố cựu Tổng thống Trump và bản thân ông là những ứng viên Cộng hòa nhất tình ủng hộ người lao động nhất trong lịch sử. Ông Vance, người phát biểu một ngày sau khi ứng viên Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa Dân chủ Tim Watt phát biểu tại cùng hội nghị, yêu cầu Hiệp hội tư vấn về chuyện đã từng ủng hộ Đảng Dân chủ. Ông nói, năm 2019, các bạn đã ủng hộ một đảng viên dân chủ làm tổng thống với nhiều kỳ vọng. Nhưng thật đáng buồn, tôi cho rằng các bạn đã thất vọng. Ông tiếp tục, sau thời gian dài ủng hộ Đảng Dân Chủ, các bạn đã nhận được gì? Trong 70 năm qua, số lượng thành viên công đoàn ở nước Mỹ đang giảm liên tục mà đây không phải là tin tốt. Phó tướng của ông Trump nhấn mạnh các liên đoàn đã giảm sức ảnh hưởng, tiền lương của người lao động cũng như chi phí hoạt động của công đoàn và các tổ chức phi công đoàn đều không theo kịp tốc độ lạm phát từ khi ông Joe Biden nhậm chức. Ông Vance nói, vì vậy tôi muốn hỏi câu mà Donald Trump từng hỏi người Mỹ năm 2016. Các bạn, còn gì để mất? Ngoài tiếng la ó, cũng có những tràng pháo tay vang lên từ đám đông khi ông tuyên bố, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền tự do ngôn luận, trong đó có quyền lên tiếng về các yêu cầu tiêm vaccine COVID-19 do chính quyền đương nhiệm áp đặt hay cam kết về tuyển dụng lại những người lính cứu hỏa đã bị đuổi việc oan. Khán giả cũng vỗ tay khi ông Vance khẳng định Nhà Trắng dưới thời ông Trump sẽ tôn trọng quyền của người lao động trong đàm phán tập thể, cũng như khi ông nhắc tới Corey Comparator, lính cứu hỏa tình nguyện đã thiệt mạng trong vụ ám sát hụt ông Trump ở Butler hồi tháng 7. Thượng nghị sĩ bang Ohio đón nhận các phản ứng trái ngược trong khi phát biểu, đồng thời nhấn mạnh ông cũng là người đã từng hoài nghi về chính cựu Tổng thống. Vance nói, một số người trong các bạn yêu quý ông Trump, một số rõ ràng là không, tôi lắng nghe cả hai phía. Ông nói thêm trước khi kết thúc bài phát biểu, điều này có thể khiến các bạn sốc, nhưng ngày xưa tôi cũng không phải là người ủng hộ Trump và tin tôi đi, Tổng thống sẽ luôn nhắc tôi nhớ điều ấy, khẳng định bất kể khán giả ủng hộ ai, chúng tôi cũng không ngừng đấu tranh vì các bạn. Ông Kennedy cho biết, tôi nghĩ rằng ông ấy đã lột xác thành một người khác. Ông Trump đã nói với tôi nhiều điều thú vị về những sai lầm mà bản thân ông ấy đã phạm phải trong nhiệm kỳ trước vị chính trị gia này nói thêm tôi nghĩ ông trump đang quan tâm tới di sản của bản thân khi ông ấy muốn để lại một số thành tựu và muốn làm cho nước mỹ tốt đẹp hơn như mọi người thấy ông trump đang biết lắng nghe nhiều tiếng nói hơn những phát biểu trên của ông kennedy được đưa ra chỉ một tuần sau khi chính trị gia này quyết định dừng chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ và quay sang ủng hộ ông trump là con trai của cố thượng nghị sĩ Mỹ Robert F. Kennedy và là cháu trai của cố tổng thống John F. Kennedy, nên ông Robert F. Kennedy Jr. xuất thân từ gia đình nổi tiếng nhất trong nền chính trị của Đảng Dân Chủ. Do vậy, quyết định ủng hộ một ứng viên tổng thống tới từ Đảng Cộng Hòa của ông Kennedy đã khiến cho một số người thân phẫn nộ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29 tháng 8 đã yêu cầu tòa án liên bang can thiệp vào vụ án tiền biệt miệng của ông ở New York để lật ngược bản án và hoãn vô thời hạn việc tuyên án vào tháng tới. Theo ABC News, các luật sư của ông Trump đã đề nghị tòa án liên bang ở Manhattan tiếp nhận vụ án từ tòa án tiểu bang nơi vụ việc được xét xử. Họ lập luận rằng vụ truy tố lịch sử đó đã vi phạm các quyền hiến định của ông Trump cũng như phán quyết miễn trừ truy tố tổng thống của tòa án tối cao Mỹ. Nếu vụ việc được chuyển tới tòa án liên bang các luật sư của ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa này sẽ tìm cách lật ngược phán quyết và bác bỏ vụ án trên cơ sở miễn trừ. Nếu vụ án tiếp tục được xử ở tòa án bang và việc tuyên án ông Trump diễn ra như lịch trình là 18 tháng 9, 7 tuần trước ngày bầu cử thì nó được coi là can thiệp vào bầu cử. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng ông Trump có thể bị bỏ tù ngay khi bỏ phiếu sớm đang diễn ra. Hồi tháng 5, ông Trump bị kết tội phạm phải 34 tội danh nghiêm trọng gồm cả giả hồ sơ kinh doanh liên quan tới vụ trả 130.000 USD tiền bịt miệng cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniel vào năm 2016. Những cáo buộc của diễn viên này đe dọa cản trở cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016 của ông Trump. Hiện chưa rõ tòa án có xem xét kiến nghị mới của ông Trump không, vì hồi tháng 7 năm 2023, thẩm phán quận Anvin Henlerstein đã bác bỏ nỗ lực ban đầu của ông Trump nhằm xóa bỏ vụ án. Khi đó, cựu Tổng thống lập luận rằng, Vụ án tập trung vào các hành vi chính thức của ông khi còn đương chức. Tuy nhiên, thẩm phán Handler Stein viết trong phán quyết, tiền bịt miệng trả cho một ngôi sao phim người lớn không liên quan đến hành vi chính thức của tổng thống. Yêu cầu mới nhất của ông Trump sẽ được chính thẩm phán tòa án liên bang Manhattan, người đã bác bỏ đề nghị trước đó của ông về việc chuyển vụ án quyết định Bà Harris gia tăng khoảng cách trước ông Trump trong thăm dò do Reuters IPSOS thực hiện, cho thấy ứng viên Dân Chủ nhận thêm sự ủng hộ từ cử tri. Kết quả thăm dò Reuters IPSOS công bố ngày 29 tháng 8 cho thấy, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris dẫn trước đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump với tỷ lệ 45%-41%. Trong thăm dò tương tự cuối tháng 7, bà Harris chỉ dẫn trước ông Trump một điểm phần trăm. Thăm dò được thực hiện trong 8 ngày kết thúc ngày 28 tháng 8 với hơn 4.250 người Mỹ trưởng thành, trong đó hơn 3.500 cử tri đã đăng ký bỏ phiếu tham gia, thăm dò có sai số 2 điểm phần trăm. Bà Harris dẫn trước ông Trump 13 điểm phần trăm trong nhóm cử tri nữ và cử tri gốc Latin. Trong khảo sát gần đây nhất hồi tháng 7, ứng viên Dân Chủ dẫn trước đối thủ lần lượt 9 điểm phần trăm và 6 điểm phần trăm trong hai nhóm này, cho thấy Phó Tổng thống đã có thêm sự ủng hộ từ họ. Ông Trump vẫn dẫn trước đối thủ về khoảng cách không đổi so với tháng 7 trong nhóm cử tri da trắng và cử tri nam, nhưng bị bà Harris thu hẹp đáng kể khoảng cách trong nhóm cử tri không có bằng cao đẳng, đại học từ tranh lệch 14 điểm phần trăm xuống còn 7 điểm phần trăm. Kết quả thăm dò cho thấy cục diện cuộc đua và Nhà Trắng đã thay đổi đáng kể so với mùa hè sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui vào ngày 21 tháng 7 và ủng hộ bà Harris tranh cử. Đảng Dân Chủ dần cải thiện vị thế so với Đảng Cộng Hòa trong các cuộc khảo sát toàn quốc cũng như bang chiến trường. Tuy nhiên, tại 7 bang có kết quả bầu cử xiết sau năm 2020, gồm Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Bắc Carolina, Michigan và Nevada, ông Trump vẫn dẫn trước bà Harris 45%, 43%. Mas Goodwin, chiến lược gia Đảng Cộng hòa từng tham gia đội ngũ tranh cử của ông Trump năm 2020 nói: "Dựa trên những số liệu này, rõ ràng ông Trump sẽ khó đối phó với bà Harris hơn, nhưng không phải là không thể thắng cử." Goodwin cho rằng ông Trump cần tập trung hết sức vào chiến dịch để không làm ở máu năm, để không làm mất lòng tin những cử tri đang nghiêng về phía cựu tổng thống vì họ không thích ông Biden. Ông Trump chỉ trích bà Harris nói lan man trong cuộc phỏng vấn với CNN, đánh dấu lần đầu bà nhận lời phỏng vấn từ khi tranh cử. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Chu Sô của ông ngày 29 tháng 8 sau khi CNN phát sóng buổi phỏng vấn với bà Kamala Harris và Phó tướng Tim Wan. Câu trả lời của bà ấy lan man không mạch lạc. Bà ấy còn tuyên bố các giá trị của bản thân không thay đổi. Riêng điều này tôi đồng ý, các giá trị của bà ấy vẫn chỉ đến thế thôi. Trong cáo buộc nếu bà Harris đắc cử, Mỹ sẽ mở cửa biên giới, người nhập cư bất hợp pháp sẽ được hưởng lợi, người dân bị tịch thu súng, ô tô xăng bị cấm và cảnh sát sẽ bị giải thể. Trong viết, nước Mỹ sẽ thành miền đất hoang. Trước đó, ngay khi CNN phát sóng xong cuộc phỏng vấn với bà Harris, ông Trump đã viết, nhàm chán. Tài khoản Trump War Room thuộc chiến dịch Trump cũng chế giễu bà Harris vì đưa theo phó tướng Juan tham gia cuộc phỏng vấn đầu tiên từ khi bà khởi động tranh cử, chứ không trả lời một mình tài khoản Trump War Room viết, CNN thông báo Kamala đã lấy hết can đảm để tham gia cuộc phỏng vấn chung sau 39 ngày làng tránh báo giới. Trong cuộc phỏng vấn với CNN, bà Harris giải thích về nhiều vấn đề chính sách của mình, công kích đối thủ Trump và tri ân Tổng thống Joe Biden. Bà Harris cho biết nếu đắc cử, ngay trong ngày đầu tiên tại Nhà Trắng, bà sẽ bắt đầu thực hiện một số đề xuất chính sách nhằm hỗ trợ và củng cố tầng lớp trung lưu. Phó Tổng thống Mỹ cũng khẳng định sẽ bổ nhiệm một đảng viên Cộng hòa vào chính quyền, giữ đúng cam kết trở thành Tổng thống vì tất cả người dân Mỹ. Bà Harris cũng giải thích tại sao bà thay đổi quan điểm về vấn đề khai thác dầu đá phiến về nhập cư, nói rằng thời gian làm Phó Tổng thống đã mang đến góc nhìn mới về một số vấn đề cấp bách nhất của đất nước. Harris từng muốn cấm khai thác dầu đá phiến nhưng đã từ bỏ quan điểm. Bà từng nghi ngờ về vai trò của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, ICE, nhưng sau đó đã tăng nguồn lực cho cơ quan này. Bà nói, tôi nghĩ khía cạnh quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất trong quan điểm và quyết định chính sách của tôi là các giá trị của tôi không thay đổi. Bà Harris và ông Trump sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào ngày 10 tháng 9. Trong một đoạn phim đăng tải trên mạng xã hội Just vào ngày 27 tháng 8, ông Trump thông báo rằng ông sẽ mở bán bộ sưu tập thẻ giao dịch kỹ thuật số hay thẻ điện tử mới. Người tích lũy đủ 15 thẻ trở lên sẽ nhận được một thẻ vật lý, đính kèm một mảnh vải cắt ra từ bộ xui mà cựu Tổng thống mặc trong bàn tranh luận với Tổng thống Biden hồi tháng 6. Ông Trump nói rằng, mọi người gọi đây là một bộ đồ giúp hạ gục đối thủ. Tôi không rõ về tên gọi này, nhưng người ta thường gọi nó như vậy. Ông Trump thuyết phục, Chúng tôi sẽ cắt bộ đồ tuyệt đẹp đó ra và bạn sẽ nhận được một mảnh và chúng tôi sẽ ký ngẫu nhiên năm mảnh, một món đồ sưu tập thực sự. Đây là thứ dành tặng cho gia đình, con cái và cháu của bạn. Theo The Guardian, bộ sưu tập thẻ trên mang tên America First với 50 bức ảnh mới của ông Trump trong nhiều hoạt động như nhảy múa, cầm bitcoin và nhiều hình dáng khác. Ông Trump cho biết mỗi thẻ kỹ thuật số được bán với giá 99 đô la Mỹ là 2,4 triệu đồng. Ông Trump nhấn mạnh những người mua 75 thẻ kỹ thuật 7.425 đô la Mỹ, khoảng 184 triệu đồng, sẽ được tham dự bữa tiệc tối sang trọng với ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa tại câu lạc bộ gốc quốc gia Trump ở Jupiter thuộc bang Florida, Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên ông Trump giao bán thẻ điện tử. Vào năm 2022, vị cựu tổng thống này từng mở bán bộ sưu tập thẻ với hình ảnh ông mặc trang phục siêu anh hùng, số thẻ được bán chỉ trong một ngày thu về khoảng 4,5 triệu đô la Mỹ. Tương tự đây cũng không phải là lần đầu ông Trump bán những mảnh vải cắt ra từ các bộ quần áo sang trọng. Vào năm 2023, ứng viên đảng Cộng hòa Trump cũng bắt đầu bán những mảnh nhỏ của một bộ xui mà ông mặc khi chụp ảnh chân dung tại nhà tù Atlanta. Ừ, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng ông đã sống sót trong vụ ám sát hụt hồi tháng 7 vì Chúa muốn ông cứu nước Mỹ và thế giới. Cựu Tổng thống Trump cho rằng chính chúa đã cứu mạng ông trong vụ ám sát hụt hồi tháng trước tại một cuộc meeting ở Butler, Pennsylvania. Ông tuyên bố rằng ông có sứ mệnh cứu nước Mỹ và có lẽ là cả thế giới. Ông Trump đã thoát chết trong găng tấc khi Thomas Matthew Crook, 20 tuổi, nổ súng vào ông vào ngày 13 tháng 7. Crook đã bắn nhiều phát, một trong số đó đã sượt qua tay phải của cựu Tổng thống. Một người tham dự cuộc biểu tình đã thiệt mạng và hai người khác bị thương nghiêm trọng. Kẻ nổ súng sau đó đã bị cơ quan mật vụ bắn chết. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà tâm lý học và người dẫn chương trình truyền hình phim McGraw, ông Trump lập luận rằng phải có một sức mạnh to lớn nào đó tác động vào ngày định mệnh đó. Ông Trump giải thích, Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là Chúa yêu đất nước chúng ta và người nghĩ rằng chúng ta sẽ đưa đất nước trở lại. Đó là nhờ có Chúa, ý tôi là làm sao bạn có thể nói đó là may mắn khi mà bạn biết đấy tỷ lệ sống sót là 1 trên 20 triệu. Ông Trump cho rằng nếu ông thắng cử, điều đó có nghĩa là có một thế lực đáng kinh ngạc nào đó muốn tôi làm nhiệm vụ không chỉ cứu đất nước mà có thể là cứu thế giới. Bình luận về sự thể hiện của cơ quan mật vụ trong vụ án sát hụt, ông Trump bày tỏ sự ngưỡng mộ lòng dũng cảm của họ. Nhưng nhấn mạnh rằng dường như phía mật vụ và cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã thiếu sự tương tác cần thiết khi bảo vệ ông. Ông Trump đơn phương tuyên bố đã đạt thỏa thuận về quy tắc tắt mic khi tranh luận trên đài ABC ngày 10 tháng 9, nhưng bà Harris bác bỏ. Cựu Tổng thống Donald Trump ngày 27 tháng 8 thông báo trên mạng xã hội Truth Social, cuộc tranh luận sẽ tổ chức kiểu đứng và các ứng viên không được phép mang theo giấy ghi chép hay là phao. Chúng tôi đã nhận được đảm bảo từ đài ABC rằng buổi tranh luận sẽ diễn ra công bằng và bình đẳng, rằng cả hai phía sẽ không được báo trước câu hỏi. Trump thêm rằng đối thủ của ông, Phó Tổng thống Kamala Harris, đã đồng ý rằng cuộc tranh luận trên đài ABC sẽ diễn ra với quy tắc tương tự sự kiện trên CNN hôm 27 tháng 6. Trong đó, mic của ứng viên sẽ bị tắt khi người kia phát biểu, và cả hai tranh luận trong trường quay không khán giả. Tuyên bố đã đạt thỏa thuận được Trump đưa ra dù hai ngày trước đó ông dọa sẽ không tham gia sự kiện này vì cho rằng đài ABC thiên vị bà Harris. Trong bài đăng mới nhất, ông Trump vẫn chỉ trích ABC là nhà đài xấu xa và bất công nhất trong ngành truyền hình. Cựu Tổng thống Mỹ thêm rằng bà Harris đã từ chối tranh luận ngày 4 tháng 9 trên đài Fox, nhưng cam kết vẫn sẽ để chống lịch nếu bà ấy đổi ý. Đài ABC chưa bình luận về tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ trong khi chiến dịch của bà Harris bác bỏ thông tin rằng hai bên đã nhất trí về quy tắc tắt bích trong cuộc tranh luận. Một quan chức chiến dịch của bà Harris cho hay vấn đề này vẫn đang được thảo luận với Đài ABC và chưa đi đến thống nhất. Ủy ban của bà Harris bình luận, bắt trước từ thật buồn mà ông Trump hay dùng trong các tuyên bố nhiều năm qua. Cả hai ứng viên đều đã công khai tỏ rõ thiện chí tranh luận với mic mở xuyên suốt sự kiện, tạo điều kiện cho trao đổi thực chất giữa hai ứng viên, nhưng dường như ông Trump đang để cho những người quản lý ông ấy lấn lướt, thật buồn. Cựu tổng thống Donald Trump hai ngày qua liên tục bày tỏ không hài lòng về kế hoạch tổ chức cuộc tranh luận trực tiếp với bà Harris. Đội ngũ của ông Trump muốn giữ nguyên luật lệ như lần tranh luận với tổng thống Joe Biden vào tháng 6, tắt mic luân phiên khi một trong hai người phát biểu, không cho mang giấy ghi chép và không có khán giả. Trong khi đó, ông Trump lại tuyên bố quy định tắt mic hay mở mic xuyên suốt sự kiện đều không ảnh hưởng đến mình, vì cả đời luôn sẵn sàng cho mọi cuộc tranh luận. Chiến dịch của bà Harris liên tục khích tướng ông Trump khi cho rằng cựu Tổng thống Mỹ tìm cách nấp sau nút tắt hoặc đội trợ lý không dám tin tưởng ứng viên của họ có thể ứng xử ra dáng Tổng thống trong 90 phút. Cựu nghị sĩ Denver Rick Lehman cho biết trong tuyên bố được chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris công bố vào ngày 4 tháng 8, tôi đã nhận ra nỗi thèm khát quyền lực, mong muốn trả thù và trừng phạt của ông Donald Trump là động lực thực sự để ông ấy tranh cử. Đó là lý do tôi không thể khoanh tay đứng nhìn khi Trump đang cố hủy hoại đất nước chúng ta. Điều đặc biệt là những lời công kích ông Trump quyết liệt như vậy không phải đến từ một người thuộc phe dân chủ. Rick Lehmann là thành viên đảng Cộng hòa, từng hai lần được ông Trump ủng hộ trong các cuộc tranh cử và họa viện. Thông điệp chỉ trích Trump của Rick Lehmann là một phần trong sáng kiến người Cộng hòa ủng hộ Harris nhằm vào các thành viên Cộng hòa bất mãn với cựu tổng thống. Sáng kiến được chiến dịch tranh cử của bà Harris triển khai từ ngày 4 tháng 8 nhằm thu hút sự ủng hộ từ những người ghét ông Trump bên trong Đảng Cộng Hòa. Đây là chiến dịch nằm trong chiến dịch theo đội ngũ của bà Harris. Sáng kiến đã thu hút được hơn 25 thành viên, gồm nhiều cựu nghị sĩ và một số cái tên nổi bật trong Đảng Cộng Hòa như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagen, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Ray LaHood những người này sẽ xuất hiện trong các cuộc vận động của Phó Tổng thống Harris trong tuần này tại các bang chiến trường Arizona, Bắc Carolina và Pennsylvania. Bà Harris muốn dựa vào những người có tiếng nói trong Đảng Cộng Hòa để chĩa mũi dùi vào ông Trump, đặc biệt là nhóm cử tri từng ủng hộ bà Nikki Haley trong vòng bầu cử sơ bộ. Bà Haley dừng tranh cử hồi tháng 3 nhưng vẫn có hàng trăm nghìn cử tri Cộng Hòa bỏ phiếu cho bà tại những cuộc bầu cử sơ bộ sau đó. Hãng tin AP nhận định, chiến dịch Harris đang tìm cách thiết lập một cơ chế thông suốt dành cho những cử tri cộng hòa muốn bỏ phiếu cho bà Harris nhưng e ngại bị quy kết là phản bội đảng. Yếu tố cốt lõi của nỗ lực này là tạo cơ hội để các cử tri cộng hòa có chung quan điểm được tương tác với nhau. Theo Austin Wieserfer, giám đốc phụ trách nỗ lực tiếp cận đảng Cộng hòa của bà Harris, chúng tôi muốn người Cộng hòa nói chuyện với người Cộng hòa. Cách tốt nhất để một cử tri Cộng hòa bỏ phiếu cho bà Harris là nghe lời khuyên từ một cử tri Cộng hòa có cùng lựa chọn. Wieserfer từng là tránh văn phòng của cựu nghị sĩ Cộng hòa bang Illinois Adam Kinzinger. Kinzinger ủng hộ cặp Biden-Harris từ trước khi Tổng thống Joe Biden rời cuộc đua, sau đó chuyển sang ủng hộ bà Harris. Kinzinger nói, là một người bảo thủ đầy tự hào, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ủng hộ ứng viên dân chủ làm tổng thống, nhưng tôi biết phó tổng thống Harris sẽ bảo vệ nền dân chủ của chúng ta và đảm bảo Donald Trump không trở lại Nhà Trắng. Chiến dịch của bà Harris còn chạy quảng cáo hướng tới nhóm người xem nhất định, tổ chức các sự kiện theo chủ đề để thuyết phục cử tri rằng bà Harris không phải là một người San Francisco cực đoan, còn ông Trump cùng những người khác đã thay đổi. Trong bối cảnh các ứng viên bám đuổi nhau xích sau, chiến dịch của bà Harris hy vọng nhóm cử tri Cộng hòa không ưa ông Trump và cử tri độc lập có thể giúp phó tổng thống tạo ra sự khác biệt ở những bang chiến trường quan trọng. Chiến dịch được thúc đẩy sau khi cựu Tổng thống Trump đưa ra những phát biểu công kích cá nhân và nhắm vào chủng tộc của bà Harris, điều được cho là không phù hợp với giá trị của nhiều thành viên Cộng hòa. Theo Guizafor, những tuyên bố cực đoan của ông Trump gây bất bình cho hàng triệu cử tri Cộng hòa, những người cho rằng đảng này không còn đại diện cho các giá trị của họ và sẽ bỏ phiếu chống lại ứng viên đề cử. Ông Guizafor cho biết chiến dịch sẽ xuất hiện và dành thời gian mỗi ngày để tìm kiếm lá phiếu từ những cử tri Cộng hòa đặt lợi ích đất nước lên trên đảng phái và hiểu mọi người dân Mỹ xứng đáng có một tổng thống sẽ bảo vệ tự do cho họ. Một tổng tư lệnh sẽ đạt lợi ích tốt nhất cho người dân Mỹ lên trên hết. Trong khi đó, ông Trump không dành nhiều nỗ lực để thuyết phục nhóm cử tri Cộng hòa Trung Dung hay cử tri dân chủ đời phe. Giãn nứt trong quá khứ giữa ông với các lãnh đạo Cộng hòa phần nào được thể hiện tại Đại hội Toàn quốc ở Milwaukee, bang Wisconsin tháng trước khi không có cựu ứng viên Tổng thống hay phó Tổng thống nào tham dự. Nhiều lãnh đạo Cộng hòa đã bày tỏ lo ngại về ông Trump nhưng không ủng hộ ông Biden hay bà Harris. Trong số này có Mike Pence, cấp phó của ông Trump trong nhiệm kỳ 2017-2021, cựu phó tổng thống cũng đang được chiến dịch Harris nhắm đến. Olivia Choi, cựu cố vấn an ninh cấp cao của Pence, nói vào ngày 4 tháng 8, kêu gọi ông lên tiếng ủng hộ bà Harris, nếu ông Pence đang lắng nghe, tôi kêu gọi ông hãy làm điều đúng đắn. Bà Choi rời Nhà trắng năm 2020 và trở thành một trong những người chỉ trích mạnh mẽ chính quyền ông Trump. Choye đã tham gia chiến dịch Người Cộng Hòa ủng hộ Harris. Bà cho rằng cuộc bầu cử năm nay là ván cực lớn, không đáng để tính đảng phái, ảnh hưởng đến sự tự do và hiến pháp của chúng ta. Choye bổ sung, sau cùng, lý tưởng của Đảng Cộng Hòa là vì quyền tự do. Đó là những gì bà Harris đang cố thực hiện. Bà ấy đang tìm cách thiết lập một liên minh để chúng ta có thể bảo vệ những quyền này. Stephen Grisham, cựu thư ký báo chí của ông Trump, cũng ủng hộ bà Harris tôi có thể không đồng tình với phó tổng thống harris trong mọi vấn đề nhưng tôi biết bà ấy sẽ đấu tranh vì tự do của chúng ta bảo vệ nền dân chủ và đại diện cho nước mỹ một cách tôn nghiêm trên trường quốc tế bà grisham nói